Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ đó lại gần 8 giờ tối tại Cali các bạn, hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi và ngày hôm nay đây chúng ta thấy được là cả ngày giá Bitcoin cũng có cái sự dao động và cũng như là ngày hôm qua và ngày trước đó đó chúng ta cũng không thấy có tin tức gì lớn. Nhưng mà cách đây khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ đó thì lại có một số những tin tức rất là lớn. Thuần sẽ chia sẻ với các bạn trong video này. Nhưng mà trước hết thì các bạn thấy được là giá Bitcoin hiện bây giờ ở mức là 60 15 300 đô các bạn Thì chúng ta nhìn thấy được là mức giá này đó thì cũng không khác gì nhiều so với ngày hôm qua đâu Ngày hôm qua đó so với ngày hôm nay thì hôm nay chỉ giảm có 0.3% mà thôi Dựa theo con các bạn Hôm nay đây giá Bitcoin cũng đã có một đợt giảm xuống tới cái mức là 64.052 đô các bạn Nhiều người nghĩ là giá Bitcoin sẽ xuống tới 63.000 đô Nhưng mà sau đó đã có một cái sự hồi phục nhẹ trở lại cái mức giá của ngày hôm qua Và khi mà các bạn nhìn vào cả thị trường crypto đó thì các bạn nhìn thấy hôm nay vốn vốn hóa tăng 1.5%. Có nghĩa là chúng ta thấy là Allcoin cũng đã có một cái sự hồi phục nhẹ tại vì chúng ta thấy giá Bitcoin thì cũng như ngày hôm qua nhưng mà vốn hóa tăng trở lại 1.5% có nghĩa là altcoin cũng đã có một cái sự tăng trưởng trở lại các bạn và chúng ta nhìn thấy trên màn hình để chúng ta có rất nhiều màu xanh hiện bây giờ chúng ta có những đồng tăng rất là nhiều ngày hôm nay các bạn trong đó chúng ta có lido tăng 25.8% chúng ta có ins tăng 22.6% và đặc biệt đó trong những đồng lớn thì chúng ta thấy được là hiện bây giờ ethereum đã tăng 3% các bạn Tại vì sao? Tại vì chúng ta có một tin tức rất là lớn liên quan tới Ethereum. Chủ yếu đó là chúng ta thấy SEC đã bỏ cuộc rồi các bạn. Họ đã ngưng cái cuộc điều tra vào Ethereum. Có nghĩa là sẽ không có bất cứ một cuộc kiện tụng gì liên quan tới Ethereum là chứng khoán hết. Có nghĩa là Ethereum đã chính thức là hàng hóa rồi các bạn, không phải là chứng khoán và thường như chia sẻ với các bạn thông tin chi tiết một lát nữa về mặt tâm lý đó thì tôi có chia sẻ một cái bài trên mạng xã hội Thi ra cách làm cho thị trường chán nản và lung lay tâm lý của các nhà đầu tư không phải là đè giá xuống rồi tung tin phết ra mà là đè giá xuống mà hoàn toàn không có tin gì hết các bạn đây là chiêu trò mới để mà thu tóm thị trường các bạn thấy được là khi thưởng thức chiều sáng này đã lướt các trang thông tin mạng xã hội đó, thì không thấy tin gì lớn hết các bạn cũng tương tự như là ngày hôm qua và tương tự như là ngày trước đó thuần chỉ cảm nhận là cái sự chán nản bao trùm cái thị trường các bạn hiện bây giờ đó thì thị trường nó đã xôn xao lại hơn một chút sau khi mà có cái thông tin liên quan tới Ethereum mà thuần sẽ chia sẻ một lát nữa thì cá mà thường nói đây đó các bạn thấy là cái điều mà đáng sợ nhất đó chính là cái sự không rõ ràng các bạn đối với một người bình thường đó thì lúc lúc nào chúng ta cũng đi tìm kiếm một câu trả lời những gì mà chúng ta không thể hiểu được trong thế giới này để chúng ta thường sẽ có những cái sự suy diễn hay là phải có một lý do nào đó chúng ta đặt ra để cho mọi thứ nó có logic các bạn khi mà chúng ta thấy một điều gì đó xảy ra mà không có logic thì đó thường là lúc mà mọi người cảm thấy có tâm lý bất an nhiều nhất các bạn có nghĩ đi giống như các bạn gặp một sự cố gì đó liên quan đến sức khỏe các bạn trước khi các bạn đến gặp bác sĩ thì đó là cái thời điểm mà các bạn lo lắng nhiều nhất tại vì các bạn không có biết là chuyện gì sẽ xảy ra nhưng mà khi mà các bạn nghe thông tin rồi cho dù đó không phải là thông tin xấu lắm nhưng mà các bạn cũng cảm thấy là an tâm hơn khi các bạn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thị trường cũng như vậy các bạn khi mà giá xuống mà có nhiều tin tức xấu đó thì mọi người đều hiểu tại sao giá xuống khi mà một điều gì đó không có logic xảy ra như là chúng ta thấy được là trong vòng khoảng chừng một tháng qua là thì có một lực bán chúng ta không rõ lực bán đó đến từ đâu có nhiều cái thông tin được chia sẻ như là crypto khoa nên thì họ nói là lực bán đến từ những cái thợ đào dù sao đi nữa chúng ta cũng thấy được là giá thì từ từ giảm xuống không phải là nhiều các bạn mỗi ngày giảm một chút nhưng mà đó lại là một cách rất là hiệu quả để làm cho mọi người chán nản các bạn và thường đương nhiên đang nói tới bitcoin hiện tại và trong cùng lúc đó chúng ta lại không có tin tức gì lớn trong vòng mấy ngày qua hết và mọi người đó thì lại càng lo lắng hơn nữa có thể nói đây là cái chiêu trò mới như thường đã chia sẻ các bạn làm cho giá có sự suy giảm nhưng mà lại không có tung tin gì ra sẽ khiến cho mọi người lo lắng hơn rất là nhiều còn hơn là đưa nhiều tin phết các bạn và chúng ta cũng thấy thị trường nó thích cái sự rõ ràng cái sự không rõ ràng khiến cho thị trường bất an giống như chúng ta nói tới tình hình của Fed đi thì khi nào Fed cắt giảm lãi suất là câu hỏi mà ai cũng muốn biết hết các bạn không phải là người ta muốn muốn phép cắt giảm ngay bây giờ cho dù là chủ tịch John Powell nói là tháng 11 sẽ cắt giảm thì khi mà họ biết như vậy đó thì mọi người sẽ an tâm hơn còn hơn là không biết gì hết và đó là tình hình hiện bây giờ liên quan đến thị trường crypto các bạn chúng ta thấy là có lực bán nào đó không rõ là ai và tại sao mà cũng không có tin tức nào xấu dẫn đến giá cả đi xuống hết và chúng ta cũng thấy được là crypto one CEO đó thì đã nói là những cá voi đầu tư dài hạn có nghĩa là dựa theo từ on chain đó thì thường họ sẽ tính là những cá voi mà đầu tư ít nhất là 6 tháng trở lên đã bán tổng cộng là 1 tỷ 2 đô la Bitcoin trong vòng 2 tuần qua các bạn và cộng với lại cái lực bán đến từ những quỹ Bitcoin Smart ETF các bạn đã nhớ là trong vòng 2 tuần qua đó thì uh, tuần trước đó là có dòng tiền dương nhưng mà tuần này đó thì chúng ta có cái dòng tiền âm cho nên chúng ta lấy dòng tiền dương trừ cho dòng tiền âm đó thì uh, chúng ta thấy được là cái lực bán là khoảng 460 triệu trong cùng thời điểm này có nghĩa là chúng ta cộng hai cái lại đó 1 tỷ 2 cộng với 460 triệu là 1 tỷ 6 áp lực bán trên sàn OTC và nếu như mà không có đủ nguồn cầu đó thì sẽ ảnh hưởng tới giá thị trường spot cái điều này đó thì chúng ta cũng đã nói tới trong cái video ngày hôm qua khi mà chúng ta nhìn cái chỉ số cdd của classnode chỉ số cho chúng ta thấy là ai đang bán hiện tại dựa theo là cái số lượng bitcoin đã được lưu trữ lâu hay là ngắn hạn thì chúng ta thấy là có một cái sự tăng trưởng gần đây cho thấy là nhiều những người mà lưu trữ bitcoin dài hạn di chuyển bitcoin của họ và thông tin này nó cũng đã xác nhận điều đó nhưng mà câu hỏi lớn vẫn là tại sao lại bán ngay bây giờ và có cái lý do gì không đó là điều mà thị trường không có rõ các bạn cho dù là giá bitcoin chỉ đi xuống từ từ Giá bây giờ đó ở mức 65.000 đô thì uh, thật ra khi các bạn zoom ra nó cũng không, không phải là khác biệt gì nhiều So với cái tay một tháng đó các bạn chúng ta đã nhìn thấy được là cái mức giá 65.000 đô này đó chúng ta đã thấy vào ngày 16 tháng 5 Các bạn nghĩa là cái đây khoảng chừng là một tháng mà thôi Thì giá trả trở về giá một tháng trước đây nó cũng không, không phải là giảm gì sâu hết các bạn Và nếu chúng ta tính cái định mới đó có nghĩa là 73.600 đô đi thì chúng ta thấy được là ở cái mức này vào tháng 3 mà giảm tới thời điểm này đó thì đâu đó khoảng chừng 11% mà thôi không phải là sâu như là các bạn nghĩ nhưng mà tâm lý bây giờ thì là rất là tệ một phần là tại vì rất nhiều bạn đầu tư altcoin mà chúng ta có thể thấy được là altcoin bây giờ đó rất là đỏ trong vòng một tháng qua các bạn nhìn vào cái cột mà 30 ngày này đó thì rất là nhiều altcoin là màu đỏ các bạn cho nên thường cũng hiểu tại sao mà nhiều bạn bây giờ cảm thấy lo lắng hơn nhưng mình thường có thể chia sẻ với các bạn là về mặt tin tức đó, thì hiện bây giờ chúng ta không có tin tức gì gọi là cực kỳ xấu cho thị trường hết các bạn và thậm chí chúng ta vẫn tiếp tục có nhiều cái sự tiến triển tốt cho nền tảng của crypto đó là về dài hạn các bạn và chúng ta cũng thấy là có một người ở trên crypto corner có tên là it tech thì cũng đã chia sẻ ba lý do có thể dẫn đến tại sao mà gần đây chúng ta thấy giá cả nó giảm xuống lý do thứ nhất đó là liên quan đến những cái thợ đào của các bạn và đây là những thợ đào liên quan tới bịch khôi thì chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều rồi khả năng rất là cao đó là nhiều những cái công ty đào nhỏ họ sẽ bỏ cuộc đây là điều xảy ra thường xuyên trong những cái đợt hai bên trước đây các bạn sau mỗi đợt ha bên thì những cái thợ đào mà họ không có kinh doanh tốt họ sẽ phá sản đó cũng là điều bình thường thôi các bạn giống như chúng ta thấy là khi mà dịch bệnh ập tới thì những cái nhà hàng những cái cửa hàng mà họ có cái sự chuẩn bị họ có cái vốn tốt họ không có vay nợ nhiều thì họ có thể tiếp tiếp tục được nhưng mà những cái thương gia nhỏ hơn sẽ không có chủ nổi thì chúng ta cũng có thể nghĩ hiện tượng liên quan tới Bitcoin Hà bình cũng tương tự như vậy nó có cái sức ảnh hưởng đến thu nhập của công ty các bạn thấy là sao ngày hạ bình thì cái số lượng được đào ra bị giảm đi phân nửa cũng đồng nghĩa là doanh thu của những cái công ty đào bị giảm đi phân nửa và những công ty đào lớn đó họ đã có cái sự chuẩn bị và họ cũng đã qua nhiều năm rồi các bạn và họ có kinh nghiệm họ cũng đã bán một số lượng bitcoin đó các bạn đã nhớ thường chia sẻ là vào đầu năm nay cho nên họ sẽ không nhưng mà những cái công ty đào nhỏ Có thể là họ sẽ đóng cửa Và khả năng họ sẽ bán hết Bitcoin của mình Đây có thể là một yếu tố Và là yếu tố được nói đến Bởi CEO của CryptoCoin Chúng ta cũng thấy được là Bây giờ đó, đương nhiên chúng ta vẫn tiếp tục có cái số lượng đồng stablecoin được in ra. Gần đây nhất đó chúng ta có 250 triệu USDC được in ra. Và cách đây chỉ vài ngày chúng ta có 1 tỷ USDT được in ra. Thì không phải là không có đồng stablecoin được in ra. Nhưng mà các bạn thấy được là so với lại cách đây khoảng chừng là 1-2 tháng đó. Thì cái số lượng được in ra rất là nhiều. Các bạn đã nhớ là hầu như trong vòng vài tuần chúng ta đã có 10 tỷ được in ra. Bây giờ vẫn được in ra nhưng mà tốc độ chậm hơn và cái yếu tố thứ ba người này nói đến có thể dẫn đến tại sao chúng ta thấy giá giảm gần đây đó chính là liên quan đến cái tốc độ bán từ những cái quỹ đầu tư bitcoin Smart ETF và chúng ta thấy đó, cái này nó chỉ mới xảy ra trong vòng một tuần qua mà thôi nhưng mà chúng ta cũng thấy là dòng tiền ra cũng không phải là nhỏ các bạn trong thời gian ngắn hạn đó, thì cái con số rời khỏi cũng không phải là nhỏ nhưng mà chúng ta nhìn vào dài hạn từ khi mà bắt đầu tới bây giờ từ tháng 1 tới thời điểm bây giờ thì vẫn có cái dòng tiền dương các bạn và rất là nhiều luôn tới mười mấy tỷ nhưng mà vẫn là một cái lực bán lên Sản OTC và ba yếu tố này có thể dẫn đến tại sao chúng ta thấy là giá của Bitcoin nó không có tiếp tục tăng nữa trong thời gian gần đây nhưng mà nếu như đây là sự thật thì các bạn thấy được là cho dù chúng ta có cái lực bán đến từ nhiều nguồn như vậy giá Bitcoin hiện bây giờ vẫn có thể giữ được cái mức là hơn 60.000 đô các bạn 65.000 đô trong lịch sử giá Bitcoin đây thì vẫn rất là cao rồi. Và nếu như mà sự thật là chúng ta thấy có những cái công ty đào nhỏ bán thì tới lúc nào mà họ bán hết rồi, họ cũng không còn Bitcoin để bán đâu các bạn. Về cái số lượng tiền rời khỏi những quỹ Bitcoin Spot ETF đó thì các bạn cũng đã biết là trong thời gian ngắn hạn, thị trường Bitcoin Spot ETF là một thị trường mà nó phóng đại dòng tiền lên khi mà tình hình tốt thì cái dòng tiền sẽ được phóng đại lên và ngược lại. Điều này là điều mình thường đã chia sẻ với các bạn từ khi chúng ta bắt đầu có Bitcoin Spot ETF rồi. Về dài hạn đó thì nó khác rất là nhiều. Về dài thị trường rất là bullish nhưng mà ngắn hạn đó là sự thật các bạn và cũng giống như thị trường spot khi nào đó giá mới hết giảm thì khi mà người muốn bán cuối cùng đã bán rồi thì giá sẽ không tiếp tục giảm nữa đó là lý do tại sao chúng ta thấy giá giảm vào năm 2022 tới mức 15.000 đô rồi không tiếp tục xuống nữa tại vì cái người cuối cùng muốn bán đã bán rồi và chúng ta cũng thấy đó là lý do tại sao mà giá giảm tới mức là khoảng 3.500 đô vào năm 2018 rồi lại không giảm nữa cũng vì lý do đó và hiện bây giờ cũng như vậy các bạn ngay bây giờ bất cứ ngày nào chúng ta cũng sẽ có người mua và người bán và hiện bây giờ chúng ta đang chứng kiến là có cái lực bán nhiều hơn là lực mua đương nhiên vẫn cái lực mua các bạn nếu như mà không có lực mua đó thì giá bitcoin đã giảm xuống dưới 65.000 đô rồi hiện bây giờ chúng ta vẫn đang ở cái mức là hơn 60.000 đô hiện tại thì đương nhiên ta vẫn có một cái lực mua nào đó nhưng mà lực bán nó đang nhiều hơn và tới một lúc nào đó lực bán đó đó không còn nữa thì chúng ta mới bắt đầu có cái sự hồi phục nhưng mà cái này là ngắn hạn thôi các bạn và dài hạn đó thì thùng sẽ chia sẻ nhiều thông tin để các bạn hiểu rõ hơn về tinh thần. Nhưng mà các bạn thấy là nhiều người nói là các cá voi đang làm giá, đang đè giá xuống để mà có thể mua bitcoin được với giá rẻ, thì có phải là thật sự có nhiều cá voi đang cố tình đè giá xuống để mua giá rẻ hay không? Thì cái đó thường không ai biết các bạn. Nhưng mà các bạn đừng quên là chúng ta có một con cá voi cực kỳ lớn chuẩn bị mua 700 triệu đô la bitcoin. Đó chính là ai các bạn? Đó chính là không ai khác hơn là Michael sailor các bạn, Michael Strategy thì bạn cũng đã biết là họ đã bắt đầu bán cái trái phiếu của công ty là giấy nợ công ty để mà kêu gọi thêm 700 triệu đô la và dùng số tiền đó để mà mua Bitcoin và theo thuận đọc thông tin á, thì theo lịch trình ngày hôm qua là cái ngày cuối cùng rồi các bạn có nghĩa là khả năng ngày hôm nay họ đã nhận được cái số 700 triệu rồi và các bạn cũng nên hiểu như thế này cái này là thuận nói mà thôi chứ còn không có bất cứ dẫn chứng nào nhưng mà cái này là sự thật các bạn khi mà chúng ta nghĩ đến sàn OTC đó thì đó là cái sàn mà những cá voi họ sẽ mua và bán với số lượng lớn tại vì khi các bạn mua và bán với cái số lượng lớn trên sàn spot đó, thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả các bạn thấy được là thị trường tuy là lớn nhưng mà chúng ta nói tới khi mà nhìn vào vốn hóa của khôi là khoảng chừng là 1,2 nghìn tỷ nhưng mà trên căn bản đó, đây là vốn hóa thôi các bạn vốn hóa tính bằng cách là chúng ta thấy cái mức giá giao dịch cuối cùng là bao nhiêu nhưng cho cái số lượng khôi trên thị trường nó trở thành vốn hóa nó không có đại diện cho cái số lượng tiền thật đâu khi mà các bạn thấy có tiền thật vào trong thị trường nghĩa là cái số lượng mua và bán thật sự đó thì cái số lượng tiền cần thiết để mà ảnh hưởng đến giá nó thấp hơn rất là nhiều thì trở lại với lại Michael Saylor các bạn cứ nghĩ đi một ai đó mà muốn mua 1 tỷ 2 tỷ hay là 700 triệu đó trong thời gian ngắn một lệnh thì có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với giá trong thời gian đó thì một cách mà họ có thể giảm thiểu cái rủi ro đó đó chính là họ mua và bán thông qua sàn otc giá của sàn otc nó sẽ dựa theo giá của sàn spot nhưng mà sẽ được đôn lên giống như là khi các bạn mua trên sàn otc đó thì cái mức giá mua sẽ cao hơn là trên sàn spot có thể nghĩ như thế này các bạn, bây giờ giá Bitcoin là khoảng 65.500 đô đi. Khi các bạn mua ở trên sàn OTC có thể giá là sẽ ở mức là 66.000 đô. Thì tại vì sao? Thì cũng đơn giản thôi. Tại vì họ biết nếu như mà các bạn lên trên sàn Spot các bạn mua thì càng mua giá sẽ càng cao. Nhưng mà khi lên OTC thì sẽ được ấn định ở mức giá nào đó và không ảnh hưởng đến giá Spot. Nhưng mà giá Spot vẫn là cái gốc để mà tính giá của OTC. Thì nếu như chúng ta thực sự là có nhiều cá voi họ đang thu mua Bitcoin ở trên sàn OTC thì giá ở trên thị trường spot càng thấp càng tốt đối với họ đây là cái sự thật các bạn nhưng mà có thật sự có nhiều cá voi hay không nên thì chúng ta không có biết nhưng mà chúng ta biết chắc chắn là có một người là Michael Saylor chuẩn bị thu mua một số lượng lớn Bitcoin và các bạn có thể nghĩ Michael Saylor là bạn của Bitcoin cái này đúng các bạn, nhưng không có nghĩa là Michael Saylor là bạn của bạn. Đừng bao giờ quên họ cũng là một đơn vị lớn với mục tiêu duy nhất là thâu tấm Bitcoin mà thôi. Và trên thế giới này, tới cuối cùng cũng chỉ có 21 triệu Bitcoin thôi các bạn. Và Michael Saylor muốn càng nhiều càng tốt. Đó là cái chiến dịch của họ. Nghĩa một cách khác đó, thì chúng ta yêu Bitcoin. Michael Saylor cũng yêu Bitcoin thì chúng ta và Michael Saylor chính là tình địch đó các bạn. <laughs> Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay Thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ Đó chính là một dự án Layer 1 có tên là Athletic Network Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Athletic Network là một blockchain tương thích EVM Nghĩa là Ethereum Virtual Machine Để thiết kế cho ngành thể thao Với sự hỗ trợ cho các ứng dụng DeFi gốc Tích hợp khả năng tương thích và lớp lớn an toàn lưu trữ dữ liệu Blockchain sport tổ chức để mà xây dựng 3 học viện bóng đá ở Brazil nơi bất kỳ cậu bé người brazil nào cũng có thể học miễn phí sau khi vượt qua giai đoạn tuyển chọn được đào tạo và phát triển để có thể trở thành một trong những câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai họ đã lên kế hoạch số hóa từng cầu thủ bóng đá và đưa họ vào thị trường nft và đưa nhiều số liệu thể thao vào blockchain riêng của họ tạo ra cuộc cách mạng ngành thể thao và blockchain hiện tại thì họ đã ra mắt cái mạng lưới thử nghiệm có tên là Atleta Olympia, nơi các bạn có thể kiếm điểm với hy vọng có một đợt airdrop trong tương lai. Hệ thống token của dự án cung cấp 17% cho phần thưởng cộng đồng. Vì vậy, việc airdrop gần như được đảm bảo vì dự án sẽ đi vào mạng chính thức vào tháng 9 và token gốc ATLA sẽ được sử dụng để trả hoa hồng cho chủ khối. Cho nên TGE Token Generation Event sẽ hoạt động cùng lúc với mạng chính nên sự kiện sẽ có đợt airdrop. Để tăng khả năng những airdrop đó, thì bạn cần phải tham gia vào trải nghiệm nền tảng. Giống như là kết nối ví, bạn có thể tạo ví mới và kết nối với nền tảng. Nhận token thử nghiệm ATLA qua faucet stake tokens và thực hiện các hoạt động của anh chị. Ngoài ra, bạn có thể lập lại hoạt động này mỗi ngày để nhận được càng nhiều điểm càng tốt, càng nhiều điểm khả năng được airdrop dự kiến càng cao hơn. Atlanta Network tặng tổng cộng là 115.000 suất wireless miễn phí cho người dùng sớm chỉ trong 2 tuần trước khi có testnet. Bây giờ bạn không thể được wireless nhưng bạn có thể tham khảo từ thị trường thứ cấp như là trên Rarible Marketplace, trên OKX Web3 hay là Element Market. Trước khi mà token generation event trong testnet, các sản phẩm mới sẽ được phát hành. Bạn nếu quan tâm thì có thể theo dõi những mạng xã hội của dáng để có thêm thông tin. Như thường lệ đó những mà nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm thì những thông tin chi tiết là mình dưới cái video này ở phần mô tả. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin nơi bật trong video này. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một cái đề tài khác đi. Thùng muốn chia sẻ một số những thông tin với các bạn. Tại vì hôm nay đã có một cái team trong cái video này. Thùng muốn chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn về cái suy nghĩ của Thuần về đầu tư thì chúng ta có thể thấy là cái thống kê Thuần đã từng chia sẻ ngày hôm qua với các bạn là cái số lượng tiền cần thiết để mà trả lãi cho chính phủ Hoa Kỳ đó ngày lại càng tăng lên và đã vượt qua khỏi là 1.000 tỷ trong cái năm nay rồi các bạn và khi vượt qua cái mức đó đó thì các bạn có biết là cái chi tiêu để mà trả nợ công của Hoa Kỳ đó thì cái chi tiêu đó đã vượt qua toàn bộ ngân sách quốc phòng đó chính là cái biểu đồ các bạn nhìn thấy ở trên màn hình các bạn có nghĩa là chúng ta nhìn thấy cái đường màu tím này là đại diện cho cái tiền cần phải có để mà trả lãi thôi các bạn chúng ta không nói tới tiền gốc chỉ trả lãi mà thôi đã qua khỏi cái đường màu đen có nghĩa là ngân sách quốc phòng của hoa kỳ thì chúng ta có một cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay cũng khá là thú vị các bạn cuộc phỏng vấn này đó là phỏng vấn trên đài cnbc và chúng ta có hai người thứ nhất đó, chúng ta thấy được đây là becky quick và thứ nhì đó chính là joe kerner thì hai người này đã lần lượt cùng nhau để mà phỏng vấn thượng nghị sĩ yêu dấu của chúng ta đó chính là thượng nghị sĩ elizabeth warren đương nhiên cái tên này nó quen thuộc với chúng ta tại vì bà là một người mà rất là anti crypto nhưng mà cái cuộc nói chuyện này nó không liên quan trực tiếp đến crypto đâu nhưng mà nó là có liên quan gián tiếp các bạn và chúng ta thấy được là trong cuộc trò chuyện này đó, thì cnbc joe kerner đã hỏi thượng nghị sĩ elizabeth warren là nếu như mà gói chi tiêu chính phủ được thông qua bà có cam kết sẽ ủng hộ dùng một phần tiền đó để mà trả bớt nợ công Hoa Kỳ hay là không. Tại vì thâm hụt ngân sách thì ngày càng nhiều, vì chính phủ đó thì cứ chi tiêu và chi tiêu. Thì các bạn có biết là Thượng nghị sĩ đã trả lời như thế nào hay không? thì bà đã là một cái trong vòng các bạn nhưng mà tóm lại đó thì bà nói là thâm hụt ngân sách là do chính sách giảm thuế của cựu tổng thống Bush và Trump và bà cũng đổ lỗi là do người giàu và các công ty không có đóng đủ thuế thì nói tóm lại câu trả lời là không các bạn bà nói là bà không có cam kết là sẽ dùng một số tiền trong cái ngân sách để mà trả bớt nợ công của Hoa Kỳ và chi tiêu đó vẫn sẽ tiếp tục nợ công nó sẽ ngày càng tăng các bạn đồng đô la sẽ tiếp tục được in và lỗi tại người giàu và các công ty không liên quan gì đến chính sách chi tiêu của chính phủ hết và cũng như là khi hỏi tại sao có lạm phát thì thượng nghị sĩ Warren cũng đã nói là vì các công ty tham lam và họ tăng giá mặt hàng để họ giàu thêm chứ không có liên quan gì đến việc in tiền hết các bạn. Đây là cái lý do tại sao mà ai cũng nên tìm hiểu và đầu tư vì bạn không thể tiết kiệm để dành bằng thứ mà họ có thể in thêm bất cứ lúc nào thì khi mà mình chia sẻ thông tin với các bạn hàng ngày đó các bạn thấy được là tất cả mọi thứ nó đều ít như gì có liên quan đến thị trường đầu tư hết và thuận sinh ra trong thời điểm này các bạn cũng như vậy khi mà chúng ta sinh ra đó thì chúng ta đã có cái thế giới như thế này rồi các bạn đây là những cái vấn đề mà chúng ta có thể ngồi đây để mà phàn nàn Chúng ta có thể phân tích là ai đúng, ai sai, những gì bà nói có đúng hay là không. Chúng ta có thể làm như vậy các bạn, nhưng mà đến cuối cùng ra thì với cương vị là một người đầu tư thì cái mà quan trọng nhất đó chính là bảo vệ cái tiền đầu tư của các bạn và làm sao nó có thể tăng trưởng theo thời gian và chống lại làm phát. Tại vì đến cuối cùng ra cái tiền mà các bạn có trong tay là vì các bạn đã đánh đổi thời gian và công sức để có thể có được các bạn đi làm như là các bạn đánh đổi thời gian và công sức để có thể có được cái số tiền đó. Thay vì các bạn có thể ở nhà, các bạn nghỉ ngơi, các bạn ở nhà các bạn có thể gần gia đình nhưng mà các bạn lựa chọn là các bạn đi làm để kiếm tiền để có thể là có cuộc sống tốt hơn và đó là chúng ta chỉ nói là các bạn đánh đổi cái thời gian đi làm mà thôi chứ thật ra cái sự đánh đổi với nhiều người đó rất là lớn luôn. Các bạn có nghĩ đi một người họ đi học từ lớp 1 tới lớp 12 rồi phải đi học đại học rồi học bằng này bằng kia thì có thể là họ tốn hết nửa đời người để có thể ra đi làm và kiếm tiền thì cái số tiền họ kiếm được rất là quý báo các bạn và các bạn có nghĩ là các bạn đánh đổi tất cả công sức thời gian đổi ra thành tiền tại vì các bạn tin đó là cách mà các bạn có thể lưu trữ cái sức lực của mình tại vì các bạn không thể nào mà lưu trữ thời gian được hay là lưu trữ sức lực được thì các bạn đổi ra thành tiền nhưng mà nếu như mà tiền mất giá đó thì các bạn phải kiếm một cách nào đó để có thể bảo vệ được cái sức lực của mình đó là lý do tại sao mà các bạn cần phải đầu tư chứ còn khi mà chúng ta nhìn thế giới bây giờ đó thì đối với một số người thì sứ mệnh của họ là theo thế giới đối với thuận đó, thì thuận với cương vị là một nhà đầu tư thứ mệnh của thuận đó chính là làm sao để mà bảo vệ và làm tăng giá trị sức lao động, động của mình bằng cách là thông qua đầu tư các bạn và chúng ta bây giờ hãy nói tới thông tin kế tiếp đi tại vì hai cái này đó nó có liên quan với nhau về cái mặt lý thuyết thôi các bạn nhưng mà về tin tức tự nhiên nó khác nhau rất là nhiều tại vì tin tức lớn ngày hôm nay đó nhiều bạn cũng đã có thể đọc trên mạng xã hội đó chính là SEC đã thông báo cho công ty Consensus đây là công ty phát triển Ethereum có thể hiểu như thế này có rất là nhiều đội phát triển Ethereum khác nhau không phải là chỉ riêng những cái điều developer của Consensus. Nhưng mà Consensus là một cái công ty mà họ cũng mướn một số developer để hỗ trợ họ và họ cũng là công ty đứng sau lưng cái ví MetaMask. Thì các bạn thấy được là SEC đã thông báo với Consensus là họ đang đóng cái cuộc điều tra về tiêu nhiệm lại về việc ether có phải là chứng khoán hay là không. Điều này có nghĩa là gì các bạn? Điều này có nghĩa là SEC không còn xem ether có khả năng là một chứng khoán nữa và sẽ không có điều kiện nào hết. Điều này đã diễn ra sau khi mà Consensus gửi một cái lá thư cho SEC và hỏi vì SEC đã phê duyệt Ethereum Smart ETF, liệu điều này có nghĩa là Ethereum không phải là một chứng khoán hay không thì các bạn thấy được là cuối cùng đó thì SEC đã gửi cái đói thư trả lời là họ đã chính thức không còn xem Ether là chứng khoán nữa có nghĩa là gì các bạn nghĩa là Ethereum đã chính thức là một hàng hóa như là Bitcoin và không phải là một chứng khoán và SEC không có thẩm quyền gì cả đối với Ethereum. Đây là một cái sự thành công rất là lớn các bạn thấy được. Đây là một cái đám mây đen bao trùm cái thị trường bao nhiêu năm nay. Không biết là liệu SEC có kiện Ethereum hay là không, có xem y được chứng khoán hay là không. Bây giờ ít cho chúng ta thấy là đám mây đen đó cũng đã cuối cùng biến mất rồi các bạn. Và đương nhiên cái này nó quan trọng với tất cả thị trường altcoin. Nếu như cái này thường nói là lỡ như mà SEC thành công chứng minh y được chứng khoán đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều những cái đồng khác chúng ta nói tới Cardano, Solana nếu như mà Ether bị chứng minh là chứng khoán đó, thì những đồng kia cái khả năng là chứng khoán nó tăng lên rất là nhiều cho nên Ethereum bây giờ không phải là chứng khoán là một chiến thắng cực kỳ lớn các bạn và đương nhiên đây lại là một cái sự thất bại của SEC sau bao nhiêu năm các bạn SEC đã không dám nói Ether là chứng khoán rồi gần đây có nhiều tin đồn là họ đang âm thầm điều tra và có thể sẽ kiện và nói Ether là chứng khoán cuối cùng đó thì các bạn thấy là họ cũng đã cho thông qua Ether Smart ETF và thường đã chia sẻ với các bạn ngay cái lúc mà họ cho thông qua thì thuận nó đã nói là cái hành động này tuy họ chưa có nói chính thức nhưng mà hành động họ cho thông qua từ spot ETF đã là một hành động cho thấy họ không xem ETS chứng khoán tại vì không lý do gì mà họ cho thông qua một thứ rồi bắt đầu người ta giao dịch đầu tư rồi sau đó họ là đi kiện cái thứ đó là chứng khoán được các bạn cái này nó không hợp lý chút nào hết và sẽ dẫn đến thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư cho nên khả năng rất cao SEC đã coi như không xem Ether chứng khoán. Và hôm nay đã, cái thông tin này đã, đã là chính thức rồi các bạn. Đương nhiên cái thông tin này đã chỉ liên quan tới Ethereum mà thôi. Nhưng mà nó cũng có cái sự ảnh hưởng tốt đối với rất nhiều những cái altcoin hiện tại. Nhưng mà các bạn cũng nên hiểu đó là hiện bây giờ SEC chỉ nói riêng về Ether bởi vì họ không xem là chứng khoán nhưng mà những đồng khác đó thì họ không có nói các bạn và ngay cả những đồng trên tầng 2 của Ethereum giống như chúng ta nói tới uh, Polygon hay là Arbitrum cũng không có được nói đến. Và như thường đã chia sẻ mới đây, Consensus là cái công ty đứng sau lưng cái ví MetaMask thì hoàn toàn có thể là SEC kiện Consensus vì ví MetaMask có thể là vi phạm quy định nào đó của SEC. Nhưng mà riêng về Ethereum đó, thì bây giờ đã an toàn các bạn. Chúng ta đã chính thức có 3 đồng trực tiếp được nói không phải là chứng khoán thứ nhất đó chính là bitcoin thứ hai đó chính là ethereum và thứ ba đó chính là xrp ba đồng này đã rõ ràng không phải là chứng khoán rồi đương nhiên đây là một tin rất là tốt các bạn nhiều người đó thì cứ nói công nghệ đồng này tốt hơn và nhanh hơn ethereum có thể nói năm nào Ethereum cũng gặp rất là nhiều phết các bạn mà nhất là đáng tiếc những cái phết năm 2018 đã khiến cho lúc đó rất nhiều người đã rời xa Ethereum khi mà Ethereum chỉ còn có 80 đô mà thôi các bạn và đó là cái lúc đỉnh điểm khi mà chúng ta thấy có một bài viết được chia sẻ tôi nhớ là bởi TechCrunch à, và thùng cũng đã chia sẻ một cái video lúc đó và thật ra những bạn nào mà xem kênh này cũng đã biết là trong vòng 7 năm qua thùng chia sẻ rất là nhiều video liên quan tới Ethereum liên quan đến công nghệ Ether liên quan đến tương lai của của Ether liên quan đến những ai đứng sau lưng Ethereum thì các bạn thấy được là thùng cũng đã chia sẻ một cái video có cái tựa đề là có phải cái chết của Ethereum là không thể tránh được đây là đỉnh điểm của phất của năm 2018 liên quan tới Ether rồi các bạn lúc này giá Ether đã giảm về chỉ còn có 80 đô mà thôi thì cái lúc mình không đăng video này đúng đó là ngày 8 tháng 9 năm 2018 cách đây rất nhiều năm rồi các bạn lúc đó các bạn đã biết đến thuận capital hay là chưa các bạn comment ở bên dưới lúc đó bạn đang làm gì bạn có quan tâm đến thị trường crypto hay là không và các bạn thấy được là trong video này cũng như nhiều video khác tôi đã chia sẻ nhiều cái thông tin liên quan tới ethereum thì có thể nói như thế này các bạn có thể là về mặt công nghệ đó bạn nói đúng có thể là có những cái dự án về mặt kỹ thuật nó sẽ tốt hơn ethereum nhưng mà tất cả đều có cái sự đánh đổi hết các bạn ở trong blockchain đây thì chúng ta nói tới ba cái yếu tố thứ nhất đó chính là an toàn thứ hai nữa đó chính là phi tập trung và thứ ba đó chính là nhanh nếu các bạn lựa chọn nhanh và an toàn thì nó sẽ không phải phi tập trung và nếu các bạn lựa chọn phi tập trung và an toàn thì nó sẽ không có nhanh giống như là Bitcoin các bạn và nếu như các bạn lựa chọn là phi tập trung và nhanh thì có thể nó sẽ không có cái độ an toàn cho nên trên thế giới này cái gì cũng phải có có sự đánh đổi hết chúng ta nói tới các bạn mua hàng hóa hàng ngày đi thì các bạn cũng phải lựa chọn là thứ nhất là rẻ thứ hai là nhanh và thứ ba là có cái chất lượng tốt khi mà các bạn lựa chọn một cái gì đó mà vừa rẻ vừa có chất lượng tốt thì có thể là sẽ không có nhanh khi mà các bạn lựa chọn vừa nhanh mà vừa tốt thì nó sẽ không có rẻ cho nên khi mà các bạn so sánh những cái công nghệ đó thì chúng ta cũng nên so sánh nhiều chiều các bạn xem coi đang đánh đổi cái gì và được cái gì cái đó mới là quan trọng và có thể là nhiều người cũng đã quá chú tâm về một phần đó chính là công nghệ nhưng mà họ đã quá xem thường những cái thế lực những cái công ty đứng sau lưng Ethereum hay là họ thật sự không hiểu các bạn cứ nghĩ đến Ethereum là chúng ta có rất là nhiều những công ty giống như chúng ta nói tới là Consensus mới đây chúng ta nói tới cái quỹ Ethereum Foundation các bạn có biết là cũng có một cái gọi là liên minh doanh nghiệp Ethereum hay còn gọi là Ethereum Enterprise Alliance cũng đã có từ rất lâu rồi các bạn và cái số lượng công ty nằm trong cái nhóm đó đó ngày càng nhiều nhiều đến nỗi bây giờ họ không thể list logo nữa mà họ chỉ có thể là để tên mà thôi và đã từ lâu chúng ta có những tên tuổi lớn như là EY, KPMG chúng ta nói tới những cái ngân hàng lớn như là Bank of America, Chase vân vân các bạn, rất nhiều những cái công ty đó họ đã gia nhập vào liên hiệp Ethereum từ rất rất lâu rồi. Cái vốn hóa ủng hộ Ethereum rất là lớn các bạn và những người mà muốn thay y từ thành công đó thì rất là nhiều. Cho nên không phải tự nhiên mà các bạn thấy là ngay cả liên quan đến việc gọi một đồng nào là chứng khoán đó thì không có một đơn vị chính phủ nào ở Hoa Kỳ dám nói Ethereum là chứng khoán hết các bạn tại vì nó có cái sức ảnh hưởng rất là lớn và các bạn có thể nhìn thông tin này bằng nhiều cách khác nhau các bạn nói là gì thì nó không có được công bằng đối với những cái đồng khác thì các bạn có thể nghĩ như thế này cái thị trường này nó giống như là thị trường đầu tư hơn là thị trường công nghệ và thường đã chia sẻ với các bạn từ những ngày đầu tiên rồi những ai mà quên đi điều đó mãi mê quan tâm đến đây là một thị trường công nghệ thì sẽ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội và đây cũng không phải là ngoại lệ đâu các bạn các bạn có thể thấy được là thị trường chứng khoán cũng như vậy mà thôi chúng ta nghĩ đến thị trường công nghệ ở trong thị trường chứng khoán đó thì đó cũng là một cái thị trường tài chính mà thôi các bạn nghĩ tới những công ty mà đứng đầu bây giờ chúng ta nói tới là Microsoft thì có phải là tại vì công ty Microsoft có phần mềm Windows là phần mềm máy vi tính tốt nhất hay là không hay là chúng ta nghĩ đến công ty Apple có phải họ là công ty phát hành cái điện thoại tốt nhất trên thế giới hay là không hay là chúng ta nghĩ đến công ty xe điện có phải là xe Tesla là cái xe điện có công nghệ tốt nhất hay là không thì khi các bạn nghĩ như vậy ra các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được là có thể là không nhưng mà họ vẫn là những công ty đứng top các bạn tại vì công nghệ chỉ là một yếu tố mà thôi nó không phải là cái yếu tố duy nhất khiến cho một công ty có thể trở thành lớn mạnh và thành công được đó chỉ là một cái yếu tố thôi các bạn nó dựa vào rất nhiều những yếu tố khác chúng ta có thể nghĩ là bất cứ một cái thời điểm nào chúng ta cũng có những cái sự cạnh tranh với nhau giống như chúng ta nghĩ đến là khi xưa chúng ta có Blu-ray rồi chúng ta có HD DVD thì chúng ta nghĩ đến là những cái công ty nào họ sống sót và thành công thì không hẳn là dựa vào công nghệ đâu. Họ dựa vào những cái mối quan hệ. Họ dựa vào là họ đã có hợp đồng với những cái hãng như là Sony. Thì các bạn thấy được là khi xưa đó công ty Sony họ đã ủng hộ Blu-ray cho nên các phiên bản Blu-ray, cái phiên bản gì Blu-ray đó đã trở thành cái phiên bản mà có sự thành công trong khi mà công ty HD DVD nhiều người cho là công nghệ đã tốt hơn nhưng mà các bạn thấy được là khi mà chúng ta không có cộng đồng ủng hộ khi mà chúng ta thấy được là những cái phim mới nó đều được tạo ra trên blu ray thì mọi người đều chỉ đi mua blu ray mà thôi không có đi mua HD DVD nữa và cũng tương tự chúng ta có rất nhiều câu chuyện như thế này ở trong lịch sử của công nghệ cho nên chúng ta cũng đầu tư là nghĩ đến là đây là thị trường tài chính chứ không có nên chỉ mãi mê nghĩ đến công nghệ và công nghệ. Đó là một yếu tố các bạn và là một yếu tố quan trọng nhưng mà không phải là yếu tố duy nhất dẫn đến một công ty thành công hay là không. Và các bạn có thể là không có đồng ý với cái cách vận hành hiện bây giờ của thị trường hay là của thế giới cái đó là quan điểm của mỗi bạn mà thôi Thuận ở đây đó không phải là để thay đổi quan điểm của các bạn Thuận ở đây chỉ để cố gắng giải thích cho các bạn theo cái hiểu biết của mình về thế giới vận hành như thế nào mà thôi và nhất là chúng ta nói tới thế giới tài chính các bạn thấy được là một câu nói mình thường rất là thích là do you want to be right or do you want to make money các bạn muốn kiếm tiền hay là các bạn muốn chứng minh là mình đúng thuận đó với cương vị là một nhà đầu tư thì chỉ muốn kiếm tiền mà thôi các bạn chúng ta cứ nghĩ đến thị trường chứng khoán đi biết bao nhiêu năm nay các bạn có thể nói là mấy chục năm nay biết bao nhiêu người nổi tiếng biết bao nhiêu là những cái người chuyên về kinh tế họ đã chỉ ra được rất nhiều lỗ hổng ở trong thị trường chứng khoán có rất nhiều những cái công ty thay ma mà họ sống sót chỉ nhờ nợ mà thôi có rất nhiều những cái công ty mà họ được bơm thổi lên rất là nhiều và cái mức giá cổ phiếu không xứng đáng với cái lợi nhuận mà công ty có được vân vân chúng ta đã nghe rất là nhiều bao nhiêu năm qua rồi các bạn kết quả thì sao kết quả thì các bạn thấy được là thị trường chứng khoán đó thì vẫn tiếp tục tăng trưởng ở Hoa Kỳ chúng ta đúng là có những cái thời điểm giống như là khủng hoảng năm 2008 hay là chúng ta có cái sự sụt giá vào năm 2020 nhưng mà sau đó giá lại đạt đỉnh mới và tiếp tục đạt đỉnh mới và thật ra hôm nay lại đạt đỉnh mới này các bạn trong cái thời điểm này thì các bạn có thể nói đúng có thể là chúng ta thấy thị trường này đang được bơm thổi và đang được hỗ trợ bởi những cái nợ và có thể nhiều công ty không xứng đáng có được cái mức giá đó đó là quan điểm của những nhà đầu tư mà thôi các bạn nhưng mà sự thật đó là mỗi lần mà có một cái sự kiện gì đó xảy ra thì chúng ta thấy chính phủ Hoa Kỳ lại nhúng tay vào giống như năm 2008 để mà cứu rất nhiều ngân hàng giống như là hồi tháng 3 của năm ngoái khi mà những ngân hàng địa phương bị sụp đổ đó thì các bạn thấy chính phủ Hoa Kỳ cũng đã can thiệp và cứu rất nhiều ngân hàng. Nếu như không đó thì những ngân hàng đó đã sụp đổ rồi các bạn và nhiều người đó đó không có được công bằng những công ty nào tốt đó thì nên tồn tại và phát triển những công ty nào mà không tốt đó thì nên uh, cho phá sản chứ không nên cứu như vậy nhưng mà đó là cái cách hoạt động hiện bây giờ và có thể là các bạn nói đúng thị trường đang được bơm thổi rất là nhiều nhưng mà câu hỏi mà thường đặt ra cho bản thân của mình là mình có bao nhiêu mấy chục năm cho cuộc đời giống như là các bạn cứ nghĩ thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ trong vòng 20 năm qua hay là các bạn có nghĩ là Bitcoin sẽ sụp đổ trong vòng 15 năm qua thì câu hỏi là cuộc đời bạn có bao nhiêu 15 năm lỡ như mà giá Bitcoin ở một ngày nào đó sẽ sụp đổ như các bạn nói, có thể là 60 năm sau hay là 100 năm sau thì lúc đó bạn có thể chứng kiến được hay là không và bạn có phải là đã bỏ lỡ cả cuộc đời của mình. Chỉ gì, bạn muốn chứng minh là mình đúng. Thuận nên thì lựa chọn kiếm tiền mà thôi các bạn. Và nói tới Ethereum thì các bạn thấy được là ngoại trừ cái thông tin rất là tốt mới đây ra thì chúng ta cũng thấy được là cái đơn sửa đổi S1 cho Etherspot ETF của Bitwise đã được nộp lên trên SEC và dựa theo thông tin thì SEC đã yêu cầu tất cả công ty họ phải nộp đơn S1 đã sửa đổi hạn chót là vào thứ sáu tuần này đây là một thông tin coi như cũng rất là lạc quan Chúng ta cũng đã nghe Chủ tịch SEC Gary Gensler chia sẻ ở quốc hội Thì khi được hỏi là chừng nào thì từ Spot ETF mới giao dịch thì lúc đó ông nói là đâu đó trong mùa hè này không nói rõ các bạn mùa hè là tới mấy tháng lận thì nhiều người nói là wow có thể là phải chờ đến tháng 9 thì mới được giao dịch nhưng mà bây giờ để chúng ta thấy là họ đã có những sự tiến triển liên quan tới đơn S1 thì có khả năng dự thông Bloomberg đó là đầu tháng 7 các bạn bây giờ đã là giữa tháng 6 rồi có thể trong vòng 2 tuần nữa đó sẽ có cái thông tin được giao dịch hy vọng là như vậy các bạn nhưng mà ít ra hôm nay đó thì Bitwise sẽ là công ty đầu tiên chỉnh sửa cái đơn S1 và gửi lại cho họ và nick drassi cũng đã chia sẻ đó là dựa theo co-founder của 21 share thì họ nghĩ là cho dù cái quỹ Ether spot ETF hiện bây giờ đó không thể stake Ether được tại vì các bạn thấy được là SEC bây giờ nói là cho phép Ether spot ETF nhưng mà không cho phép lấy cái số lượng Ether đó để đem đi stake à, rồi sau đó chưa là nhận cho những cái cổ đông thì à, điều này đó cũng không có làm cho những cổ đông không có hứng thú tiếp cận Ethereum đâu. Thì à, tôi nghĩ điều này cũng đúng các bạn tại vì tối Thuận đó cái rào cản lớn nhất khi mà chúng ta nói tới Ether spot ETF là mọi người có thật sự hiểu Ether hay là không. Ngay cái bản thân Thuận các bạn khi mà Thuận bắt đầu 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 tư về Bitcoin đó cái đây nhiều năm thì sao nó thường nghe nói tới Ethereum nhưng mà khi chúng ta nghe nói tới Ethereum thì các bạn lại nghe nói tới ok ngoài chữ Bitcoin ra còn có Ether thì còn bao nhiêu đồng nữa và đối với một người mới thì rất là khó để nhận ra được khi chúng ta nhìn vào cái danh sách này các bạn và wow, ngoài trừ Ether ra chúng ta còn có đồng BNB, Solana thì nó khác nhau như thế nào và các bạn thấy được là mọi thứ nó nhanh chóng phức tạp hơn rất nhiều so với Bitcoin. Bitcoin đó thì các bạn có thể hiểu đơn giản hơn. Các bạn tin Bitcoin là gì thì nó là cái đó. Các bạn tin Bitcoin là vàng điện tử thì nó là vàng điện tử. Các bạn tin Bitcoin là một tài sản lưu trữ giá trị thì nó là tài sản lưu trữ giá trị đó không có Bitcoin thứ hai, Bitcoin thứ ba để các bạn suy nghĩ đến. Nhưng mà chúng ta nói tới Ether đó thì các bạn thấy được là wow, chúng ta có rất là nhiều những nền tảng khác mà nó tương tự như Ether thì làm sao chúng ta chắc chắn Ether sẽ là nền tảng mà sẽ được uh, phát triển lâu dài cho nên đó là rào cản lớn nhất các bạn những nhà đầu tư thông thường đó họ có đủ lòng tin và đủ can đảm để đầu tư một phần vào y tưởng hay là không và dựa theo Tony share của Founder đó thì uh, câu trả lời là yes họ ít nhất cũng sẽ đa dạng hóa cũng giống như là chúng ta nói tới những người đầu tư vàng đó thì họ cũng đa dạng hóa một phần giờ bạc hay là bạch kim hay là gì đó nhưng mà cái phần đó cũng không quan nên nhiều đâu các bạn chúng ta phải chờ đợi xem coi dòng tiền như thế nào mọi người đều đang chờ đợi cái ngày mà ether spot etf giao dịch và như thường đã chia sẻ trước đây cho dù bạn là fan hay là anti Ether này nữa thì bạn cũng kỳ vọng là Ether thành công tại vì chỉ khi nào Ether Smart ETF thành công thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội thấy những cái quỹ ETF khác như là nè hay là chúng ta nói tới XRP thậm chí là Dogecoin ETF khả năng có hay không là dựa vào Ether Smart ETF có thành công thu hút nguồn tiền hay là không tại vì đến cuối cùng nhưng quỹ này họ chỉ quan tâm đến một điều mà thôi các bạn họ chỉ quan tâm đến là cái quỹ này có thu hút được nhiều tiền Tại vì họ lấy cái phần lời dựa trên cái số lượng tiền mà họ quản lý. Và chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới Bitcoin Smart ETF đi các bạn. Hôm nay như thế nào? Thì đáng tiếc chúng ta nhìn thấy hôm nay chúng ta lại tiếp tục có dòng tiền âm các bạn. Đã liên tục tổng cộng là 4 ngày rồi chúng ta thấy được là dòng tiền âm đó thì hôm nay cũng cỡ như ngày hôm qua là 152.4 triệu đô la chúng ta tiếp tục thấy đó có ba quỹ bán mà thôi chúng ta thấy thứ nhất đó chính là phải đeo phải đeo đi gần đây bán rất là nhiều các bạn họ gần như đó là một grayscale mới rồi đã bán liên tục 4 ngày các bạn thấy được là 106 triệu vào ngày 13 tháng 6 chúng ta có 80 triệu ngày 14 tháng 6 rồi ngày 17 tháng 6 là 92 triệu hôm nay là 83 triệu và chúng ta thấy đầu ngoại trừ phải đeo đi ra đó, thì chúng ta cũng có quỹ grayscale ngày hôm nay họ bán 62 triệu nhưng mà một điều đó chúng ta thấy tiếp tục là sự thật là cái quỹ BlackRock Bitcoin Spot ETF Ibit thì không có bán các bạn trong lịch sử từ khi bắt đầu tới bây giờ họ chỉ bán có một lần duy nhất mà thôi và tới bây giờ đã vẫn không có lần thứ hai có thể là những nhà đầu tư Bitcoin Spot ETF của BlackRock là một cái dạng nhà đầu tư khác cho nên họ ít bị dao động bởi những cái tâm lý trên thị trường hơn không biết các bạn nhưng mà chúng ta thấy điều mà là sự thật đó chính là họ không có bán lúc mà thị trường xấu giống như những cái quỹ còn lại và chúng ta cũng có thêm một cái đơn crypto ETF nữa cũng rất là thú vị các bạn đó chính là một cái đơn được uh, gửi đến cho SEC bởi công ty Hasdex thì họ nói là họ muốn có một cái quỹ mà trong đó có hỗn hợp cả hai Bitcoin và Ether Spot ETF các bạn có nghĩa là gì đây là một quỹ mà họ sẽ phân phối cả hai thay vì một người đó họ tự đi mua Bitcoin ETF rồi họ tự đi mua Ethereum Spot ETF nhưng mà họ có thể đầu tư vào cái quỹ này cái quỹ này nó sẽ lưu trữ là 70.54 phần trăm Bitcoin và 29.46 phần trăm là Ethereum thì mọi người có thể là chỉ đơn giản mua quỹ này rồi quỹ này sẽ đi thu mua Bitcoin và Ether Smart ETF những cái sản phẩm như thế này là những cái sản phẩm mà sẽ càng ngày càng Đẩy thị trường crypto đi sâu hơn vào full các bạn Tại vì càng có nhiều những cái sản phẩm Bên trên Bitcoin và Ether Các bạn có nghĩ là Bitcoin và Ethereum Là những cái các bạn thấy trade trên sàn spot thông thường được Nhưng mà bên trên đó chúng ta lại có những cái sản phẩm như là uh, Spot ETF Rồi bên trên đó nữa là những cái quỹ hỗn hợp Mà sử dụng những cái spot ETF này Và những mô hình đầu tư sau này họ lại sẽ sử dụng Những cái quỹ spot ETF này Các bạn thấy được là càng nhiều tầng đó Thị trường này càng sâu hơn trong phố Wall và càng vững chắc hơn trong thị trường tài chính. Và chúng ta cũng có một cái phần liên quan tới Trump các bạn. Tại vì Trump một lần nữa lại nhấn mạnh ông ủng hộ Bitcoin và crypto trong buổi vận động ở Racine, Wisconsin ngày hôm nay. Và ông đã nói là tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến của Joe Biden đối với crypto. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tương lai của crypto và tương lai của Bitcoin sẽ được xây dựng tại Hoa Kỳ. Nếu không đó, các quốc gia khác sẽ chiếm lấy nó. Để thương cho các bạn xem cái clip ngắn này rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Secure có 15 giây mà thôi. To further secure America's future and create opportunity for young people, I will end Joe Biden's war on crypto. We will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in America. Otherwise, other countries are going to have it. Các bạn đã nghe rồi đó. Thì Trump luôn đề cập đến sự ủng hộ của mình đối với crypto mỗi khi mà có cơ hội ở các cuộc vận động chính trị các bạn. Đây đã trở thành một trong những cái đề tài mà ông sẽ luôn nhắc đến. Và theo thuận đọc thông tin thì cái ngày đầu tiên mà hai người sẽ tranh luận với nhau giữa Trump và Tổng thống Joe Biden là ngày 27 của tháng này. Không biết lúc đó thì có tranh luận về crypto hay là không. Tới lúc đó chúng ta mới biết được các bạn. Nhưng mà năm nay bầu cử đó sẽ sôi động hơn tại vì các bạn thấy crypto đã trở thành một trong những cái phần tranh luận rồi. Và chúng ta cũng nói tới một cái thông tin cũng có thể gọi là tin tức phết các bạn nhưng mà cũng khá là thú vị. Ở trên màn hình đó, các bạn thấy được đây là một cái bản quảng cáo cũng khá là lớn ở New York các bạn. Và bản quảng cáo này đó thì không phải tốt đẹp gì mà đây là một cái bản chỉ trích Tether. Nói Tether đó là một cái công ty mà có thể giống như FTX là một cái công ty lừa đảo vân vân. Thì thường chia sẻ chi tiết với các bạn thì chúng ta đã thấy được đó là hiện bây giờ có một chiến dịch mới chống lại Tether. Chiến dịch cáo buộc Tether là một kế hoạch Ponzi tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp và có thể trở thành FTX tiếp theo. Và cái chiến dịch này đó là do The Consumer Research phát động các bạn. Nhưng mà đó là cái tên mà chúng ta biết mua quảng cáo này mà thôi chứ còn ai thực sự đứng sau lưng để mà thúc đẩy Consumer Research đó cũng không có biết hiện tại. Và các bạn thấy là họ thậm chí đã đặt cái quảng cáo trên bảng quảng cáo ở New York cùng với một bài báo thì Thuận cũng đã dành thời gian để mà đọc qua bài báo này các bạn thì nói chung cũng không có gì mới hết thì Thuận chia sẻ chi tiết với các bạn các bạn thấy được là họ cũng đã tái sử dụng một số những cái cáo buộc cũ như là những cái cáo buộc đến từ bài Wall Street Journal về việc các người xấu sử dụng Tether để tài trợ cho khủng bố hoặc là người ta hoài nghi liệu Tether có dự trữ đầy đủ để mà đảm bảo cho đồng USDT trên thị trường hay là không vân vân nói chung này, các bạn thấy được là bài viết này cũng không có gì gọi là quá đặc biệt tất cả những thông tin mà chúng ta mới vừa nói đến toàn là những cái thông tin cũ mà thôi họ lục lại những thông tin đó rồi họ kết hợp với nhau để trở thành một cái chiến dịch chống lại theo đời như thế này và các bạn cũng đã thấy là những cái cáo buộc này đã một số cũng đã bị gỡ bỏ giống như là chúng ta nói tới rất nhiều những cái tài trợ khủng bố là thông qua crypto thì chúng ta biết là đương nhiên là có nhưng mà cái phần đó, đó là một phần rất là nhỏ phần lớn vẫn thông qua hệ thống ngân hàng hiện bây giờ và đây cũng là điều được nói đến ở quốc hội các bạn. Khi mà những chuyên gia được mời đến quốc hội họ cũng đã trả lời rõ ràng rồi. Nếu như mà chỉ quan tâm đến cái phần crypto đó thì sẽ tốn công mà thôi. Tại vì tuy là có nhưng mà đó là cái phần rất là nhỏ. Thì các bạn cũng thấy được là cái điều thú vị đó là cái bài báo này thậm chí còn nêu rõ là Tether đã giúp cơ quan thực thi pháp luật chặn hoặc là đóng băng hơn 1 tỷ 3 USDT liên quan tới các hoạt động bất hợp pháp lý do tại sao mà họ có thể làm được đó là tại vì chúng ta thấy tất cả tài liệu on chain đều rõ ràng hơn Chứ các bạn làm điều tương tự với lại tiền mặt đó thì rất là khó. Thì tôi nghĩ là hầu hết mọi người đều có cái mức độ hoài nghi nào đó với Tether. Thuân cũng vậy, các bạn thì được thuận không thể nào mà tin Tether hoàn toàn được. Không ai biết chắc chắn sự thật như thế nào. Nhưng mà việc có ai đó trả tiền để tấn công Tether đó thì là rất là đáng nghi các bạn. Đặc biệt là trong cái thời điểm mà tâm lý thị trường đang chán nản như thế này. Và công ty Tether đó thì lại sắp bị loại bỏ trên một số sàn giao dịch châu Âu do quy định Mika. Chúng ta cũng đã nói tới ngày hôm qua đó thì Uphold cũng đã nói là họ sẽ delist đồng Tether cùng như một số những đồng stablecoin khác và không ai dư tiền để mà tấn công một thứ mà không có lợi đối với họ đâu các bạn. Tất cả điều này đều là dấu hiệu như thể ai đó đang cố gắng làm suy yếu Tether. Làm thường nhớ tới những cái chiến dịch làm suy yếu Binance trong vòng 2 năm qua. Các bạn thấy những chiến dịch này đã chủ yếu là để làm suy yếu một công ty mà thôi chứ còn không thể nào mà tiêu diệt họ được. Tại vì các bạn thấy là nếu như mà thật sự cái công ty đứng sau lưng này có bằng chứng rõ ràng là Tether giống như FTX, Tether không có tiền để mà đảm bảo thì họ đã giao tài liệu đó cho bộ tư pháp để mà điều tra rồi các bạn. Các bạn đã thấy là công ty Tether chúng ta không biết thực hư ra sao nhưng mà chúng ta biết ít nhất họ đã bị điều tra nhiều lần và cũng đã bị phạt nhưng mà các bạn thấy chưa có ai có thể chứng minh được là họ không có cái số tiền mà họ nói để mà đảm bảo đồng giữa ct đương nhiên cái việc mà họ có kiểm toán nó cũng không có phải là rõ ràng lắm các bạn tuy là họ có mướn công ty kiểm toán nhưng mà cái công ty đó nó chỉ kiểm tra xem cô là trong những ngân hàng mà theo đã nói có tiền hay là không ở trong cái ngày đó thì các bạn có thể nghĩ như thế này có thể là tiền được di chuyển đến cái ngân hàng đó cái lúc mà người ta đến để mà kiểm toán rồi sau đó con kiểm toán nó là ngày hôm đó họ nhìn vào ngân hàng này và họ thấy có tiền trong đó chứ còn sau đó như thế nào thì chúng ta không có biết được thì đó là những cái nghi ngờ mà thôi các bạn cho nên đối với Tether đó thì Thuận chỉ có tin một phần mà thôi nếu như mà các bạn hỏi Thuận là tới năm 2024 cho xin như chúng ta trở lại năm 2017 18 đi các bạn nói với Thuận là tới năm 2024 Tether đó không những là tiếp tục là cái đồng ổn định lớn nhất trên thế giới mà cái vốn hóa của họ còn tăng lên rất là nhiều thì Thuận không có tin đâu các bạn nhưng mà đó là sự thật nhưng mà đó là một chuyện khác chúng ta đang nói tới là một ai đó đang muốn tấn công Tether vì họ có mục đích riêng thì chúng ta chỉ có thể nghĩ đến là ai được lợi nhất trong sự kiện này mà thôi. Các bạn nghĩ là ai? Các bạn comment ở bên dưới. Và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình chung như thế nào. Chúng ta thấy được là chính của Hoa Kỳ ngày hôm nay đã tiếp tục đạt cái đỉnh mới các bạn có thể nhìn thấy được là cả ba chỉ số đã kết thúc ngày hôm nay là một màu xanh các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq thì tuy không xanh lắm nhưng mà cũng xanh 0.03% nhưng mà ngược lại đã chỉ số S&P 500 thì tăng 0.25% đã đạt cái đỉnh mới ngày hôm nay nữa rồi các bạn và chỉ số Dow Jones tăng 0.15% ngày mai đó là ngày lễ Juneteenth ở Hoa Kỳ cho nên sẽ không có pre-market hiện bây giờ chúng ta phải đợi tới ngày thứ năm tại Hoa Kỳ thị trường mới mở cửa trở lại và chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì hiện bây giờ chúng ta thấy đã kết thúc ở mức là 81 đô 51 cent cũng đã tăng thêm một chút nữa rồi các bạn đương nhiên chúng ta luôn quan tâm khi mà hợp đồng của dầu tăng hơn 80 đô tại vì 80 đô là cái mức mà chúng ta cũng đã thấy trong vòng hơn một năm qua rồi hơn 80 đô để chúng ta bắt đầu lo lắng là cái này là có sự tăng trưởng ngắn hạn hay là chúng ta sẽ thấy một cái thời gian khi mà giá dầu tăng trưởng tại vì khi mà giá dầu tăng trưởng thì cũng đồng nghĩa là những thứ liên quan đến dầu cũng sẽ mắc hơn chúng ta nói tới là đổ xăng là một chuyện nhưng mà chúng ta thấy là dầu cũng được dùng trong vận chuyển hàng hóa nó liên quan đến tất cả hàng hóa là các bạn và dầu cũng được sử dụng ở trong sản xuất cho nên chúng ta không muốn thấy giá dầu tăng nếu như các bạn muốn phần trăm lạm phát tiếp tục có cái xu hướng giảm xuống. Còn uh, hợp đồng của vàng thì sao các bạn? Thì cũng không thay đổi nhiều. Hôm nay ở mức là 2.343 đô cho một ounce vàng. Crypto chúng ta cũng đã nói tới cả video rồi. Tôi sẽ không có chia sẻ lại đây. Nhưng mà hôm nay đó thì cái thông tin rất thú vị là chúng ta thấy Nvidia đó trong thời gian ngắn đã nhanh chóng qua mặt nhiều công ty và chúng ta thấy được là Nvidia đó cách đây một tuần đã qua mặt công ty Apple trở thành công ty đáng giá nhất thứ nhì trên thế giới. Ngày hôm nay đây Nvidia đã qua mặt cả Microsoft các bạn trở thành công ty đáng giá nhất trên thế giới. Và đương nhiên tài sản đáng giá nhất trên thế giới đó thì bây giờ với vốn hóa cao nhất đó chính là vàng các bạn ở mức là 15.7 nghìn tỷ. Chúng ta thấy được là Bitcoin hiện bây giờ là ở mức thứ 9 1289 89 nghìn tỷ nhưng mà đối với công ty đó thì Nvidia là công ty mà có vốn hóa lớn nhất trên thị trường hiện bây giờ là 3.335 nghìn tỷ các bạn, con số rất là lớn. Và các bạn có biết là năm nay đó chỉ số S&P 500 liên tục đạt đỉnh mới và 40% của cái sự tăng trưởng này là đến chỉ từ một công ty mà thôi, đó chính là Nvidia. Từ đầu năm tới bây giờ đó Nvidia đã tăng 172% các bạn. Và chỉ có 3 công ty Microsoft, Nvidia và Apple đã chiếm 20% vốn hóa của S&P 500 rồi. Tỷ thường lập lại chỉ có ba công ty Microsoft, Nvidia và Apple đã chiếm 20% vốn hóa của cả chỉ số S&P 500 rồi các bạn. Trong đó có hàng trăm công ty mà ba công ty này đã chiếm 20% rồi và lợi nhuận của chỉ số S&P 500 là 40% đến từ Nvidia có nghĩa là rất nhiều những cổ phiếu nó thật sự không có tăng nhanh như vậy đâu các bạn cái sự tăng trưởng gần đây đã chỉ đến từ một nhóm công ty nhỏ mà thôi và các bạn thấy được là chính của Hoa Kỳ hiện bây giờ chỉ dựa vào vài công ty công nghệ nếu như mà những công ty này gặp sự cố và Fed vẫn chưa giảm lãi suất thì mọi thứ sẽ thay đổi rất là nhanh. Chúng ta có nghĩ là chứng khoán Hoa Kỳ liên tục tăng trưởng có ra đúng các bạn nhưng mà chỉ cần là những công ty này không tăng trưởng nữa thì chúng ta sẽ thấy là mọi thứ thay đổi rất là nhanh tại vì phần lớn nó vẫn đang bị chậm lại các bạn tại vì lãi suất bây giờ vẫn đang rất là cao và chúng ta được đây đây cái thông tin để mà cho các bạn thấy cái sự ảnh hưởng của Nvidia như thế nào đối với chỉ số S&P 500 và chúng ta cũng đang thấy được là nếu như mà chúng ta tính riêng những công ty công nghệ đó thì những công ty công nghệ đã chiếm tổng cộng 44% của tất cả vốn hóa của S&P 500 các bạn. Nó còn cao hơn cả cái thời bong bóng dot com này các bạn lúc đó là ở mức 32%, bây giờ đã tăng hơn 12% rồi ở mức là 44%. Trong vòng 10 năm qua đó thì vốn hóa của những công ty công nghệ đã tăng gấp đôi rồi. Nói chung chỉ số S&P 500 bây giờ đó gần như phân nửa là chỉ số liên quan đến công ty công nghệ rồi các bạn. Và như thường Dư chia sẻ, rất nhiều người lên tiếng hôm nay chúng ta cũng có một cái nhà kinh tế học là Claudia Sam cũng đã nói là Fed thì đang chơi đùa với lửa khi mà không cắt giảm lãi suất. Thì đây cũng là một cái nhận định thường đã chia sẻ như lần với các bạn. Thường thì không có nghĩ là Fed chơi đùa với lửa mà thường nghĩ là fed đang nhắm mắt và tiến về phía trước các bạn phía trước là một cái vực thẳm thì cái mà fed muốn làm cực kỳ khó khăn đó chính là họ muốn nhắm mắt và đi tới xa nhất có thể mà không rơi xuống vực thẳm rồi sau đó quay đầu và tiếp tục đi ngược trở về đó gọi là hạ cánh mềm đối với fed nghĩa là họ muốn giữ lãi suất cao đến cái phút cuối cùng và họ sẽ nhanh chóng quay đầu để cho nền kinh tế chậm lại đủ mức để mà đẩy lùi lạm phát rồi sau đó họ quay đầu giảm lãi suất nhưng mà nền kinh tế lại sẽ tiếp tục phát triển cho nên sẽ không có suy thoái tài chính đó là một cách làm cực kỳ nguy hiểm nhưng mà đó là cách mà fed muốn làm hiện tại và chúng ta cũng có một cái cập nhật các bạn, cập nhật này là đến từ X Payment. Thì Bloomberg nói là X sẽ triển khai dịch vụ tài chính như là VAMO và X đã được chấp thuận giấy phép chuyển tiền tại 28 tiểu bang. Chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều về cái thông tin này. Và kế hoạch thì sẽ có giấy phép hoạt động ở tất cả 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ. Và hy vọng chừng nào mới ra mắt dịch vụ các bạn. Họ nói là hy vọng là vào năm nay, năm 2024. Thì Elon Musk các bạn cũng đã nhớ chính là co-founder của PayPal. Và Dựa theo Bloomberg đó, họ nói là kinh nghiệm của Elon ở PayPal có thể rất hữu ích trong việc vận hành một mạng lưới thanh toán. Thì điều quan trọng cần lưu ý là VAMO của PayPal đó hay là Cash App của Block hay là Zelle của JP Morgan thường không tính phí khi mà các bạn di chuyển tiền. Nhưng mà X thì dự kiến sẽ thu một cái khoản phí nhỏ. thôi không biết là người ta có chịu trả cái phí này hay là không. Có thể là nó rất là tiện lợi cho nên sẽ không cần phải lo lắng nhiều. Hay là những ai mà có premium giống như là thuận và nhiều bạn đó thì các bạn đã trả cái phí premium cho X rồi thì các bạn có thể sử dụng dịch vụ này miễn phí thuận không đổi nữa các bạn nhưng mà bây giờ họ nói là sẽ có một cái phí nhỏ không biết là bao nhiêu tuy nhiên một điều quan trọng đó là X đã nói với những nhà quản lý pháp lý là hiện bây giờ họ không có kế hoạch cho phép chuyển tiền crypto trên mạng lưới thanh toán nghĩa là ít nhất là khi bắt đầu đó sẽ không có crypto rồi các bạn cho nên những bạn nào mà đang chờ đợi những thông tin tốt về x sẽ tích hợp đồng này đồng kia hay là chúng ta thấy là có thể uh, Dogecoin sẽ trở thành một trong những đồng mà được ưu đãi ở x thì có thể là phải chờ lâu hơn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. nhưng mà nào muốn tìm hiểu nhiều ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link cho mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn hay nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit, okx, xm, binance, alinex và một số những dịch vụ khác như là bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.